Mối tình thời chinh chiến. Tác giả Phạm Văn Sanh. Phần 3. Chương 11. Miền Bắc đau thương. Tôi cố quên không nhắc lại nữa, vì không muốn khơi lại những đau thương buồn thảm làm gì. Hơn nữa, tôi cũng không muốn cho Liễu phải buồn, phải khóc cho tuổi thơ của tôi. Nhưng nằm bên tôi, Liễu bắt tôi phải kể tiếp cho nàng nghe. Tôi nói với Liễu: "Chuyện buồn cảm lắm, có gì vui đâu mà em muốn nghe." "Buồn em mới muốn nghe để em hiểu và để cho nó ăn sâu vào ký ức của em." "Thôi được, em muốn nghe thì anh sẽ kể." "Kể đi anh." "Mà anh kể đến đâu rồi?" "Lúc bố anh bị Việt Minh giết, em muốn biết tại sao Việt Minh lại giết bố anh." "Tuần nào Việt Minh cũng bắt dân làng học hành và học tập, ca ngợi Bác Hồ vĩ đại, có lòng yêu nước, có tinh thần chống Pháp. Những chiến thắng vang dội của bộ đội Cù Hồ đánh cho giặc Pháp bạc vía. Họ tuyên truyền quân đội Pháp rất dã man tàn ác. Quân đội Pháp đi đến đâu cũng đốt phá, cướp của, giết người đến đó. Việt Minh tuyên truyền rằng những người sống trong vùng Tề rất khổ cực. Họ bị siêu cao thuế nặng. Người Pháp hãm hiếp đàn bà con gái, hoặc chúng bắt phụ nữ làm vợ chung. Đàn ông con trai thì chúng bắt đi tải đạn, xây đồn đắp lũy cho chúng, bắt đi lính làm bia đỡ đạn. Em hỏi anh vùng Tề là vùng gì? Tại sao lại gọi là vùng Tề? Vùng mà Pháp và vua Bảo Đại chiếm đóng, Việt Minh gọi là vùng Tề. Miền Nam do Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo thì chúng gọi là vùng Ngụy. Em hiểu rồi. Một hôm vừa học tập ra, bố anh nói: "Quân Pháp nó ác thế không biết, nhưng sao lại có rất nhiều người muốn theo nó, vào đi lính cho nó." Câu nói này không biết ai nghe được, đã báo cáo với cán bộ Việt Minh. Cán bộ Việt Minh kêu bố anh ra đình kiểm điểm. Họ nói rằng bố anh không có tinh thần yêu nước, không có tinh thần chống Pháp, có âm mưu làm việc gian cho Pháp. Rồi một đêm tối trời, Việt Minh kêu bố anh ra đình làm việc. Và từ đó bố anh đã vĩnh viễn ra đi, không trở về. Mẹ con anh ngày đêm đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Khi mẹ anh hỏi thì cán bộ Việt Minh nói rằng anh ấy chỉ lên đây làm việc chút xíu là về liền. Nếu anh ấy chưa về nhà là chắc anh ấy trốn theo giặc Pháp rồi. Đến 3 ngày sau, có người phát hiện một xác chết trôi ở sông Hàn. Người đó chính là bố anh. Việt Minh nó độc ác dã man quá hả anh? Ừ, nó tàn ác lắm em. Hễ nó nghi ngờ ai theo Pháp hay làm việc gian cho Pháp là nó đưa đi thủ tiêu liền. Việt Minh có quan niệm rằng thà giết lầm hơn bỏ sót. Có rất nhiều người bị nó giết như bố anh. Khi bố anh bị Việt Minh giết thì mẹ con anh sống như thế nào? Khi ấy mẹ con anh sống khổ cực lắm. Nhà anh chỉ có một mẫu ruộng. Mẫu miền Bắc tương đương 3.600 m², chứ không phải 10.000 m² như ở trong Nam, với một con trâu. Mẹ anh không thể nào một mình cày cấy được, trong khi ba chị em của anh thì còn nhỏ quá. Mẫu ruộng mẹ anh phải cho người ta canh tác, rồi họ chia lúa cho mình để mà có lúa đóng thuế. Còn con trâu mẹ anh đem bán để có tiền làm vốn bán hàng sáo. Hàng sáo là hàng gì vậy anh? Tức là buổi sáng mẹ anh đi mua lúa ở trong làng hoặc những làng kế bên, gánh về nhà rồi tối mẹ con xay ra gạo, giã gạo cho trắng, gạo ra gạo, tấm ra tấm.
cám thì để nuôi heo, tấm thì nấu ăn, còn gạo thì gánh ra chợ đồn bán. Sáng nào mẹ anh cũng phải dậy thật sớm, gánh ra chợ đồn cho kịp phiên chợ sáng. Từ làng anh đi chợ đồn xa lắm, đường đi lầy lội rất khó đi. Nhiều quãng đường nước lên tới bụng, gánh qua không được, mẹ phải đội đầu từng thúng một để đi qua. Ngày nào bán hết và có lời thì mẹ mua cho chị em anh mỗi đứa một miếng cùi dừa với một cái bánh đa là chị em anh mừng lắm. Cùi dừa và bánh đa là gì hả anh? Cùi dừa là ruột của trái dừa già, còn bánh đa thì trong Nam gọi là bánh tráng. Ngoài Bắc người ta có câu cây nết đánh chết không chừa, cứ giữ cùi dừa bánh đa. Chiều về thì anh với chị cả, chị hai của anh theo mẹ đi mua thóc. Đứa em gái út thì ở nhà coi nhà. Đêm về mấy mẹ con lại xây ra gạo. Nhiều khi anh phải ra bờ kênh, ra sông để mò tôm bắt cá, hoặc ra đồng ruộng bắt cá, róc, rạm đồng, đĩa nhiều lắm em. Lúc đầu bị đĩa cắn anh sợ lắm. Anh dậm chân cách mấy nó cũng không nhả ra. Người lớn thấy vậy mới chỉ cho anh nhổ nước miếng ra tay bôi vào con đĩa rồi giật mạnh là nó ra liền, hoặc lấy lá lúa nắm giật nó ra. Nhiều con đĩa trâu hút máu căng tròn bằng ngón tay cái vậy đó em. Khoan, cho em hỏi, anh nói con róc con rạm là con gì? Và đĩa nhiều vậy làm sao người ta dám xuống ruộng cày cấy? Con róc là con cua đồng. Con rạm cũng gần giống như con cua đồng, nhưng nó dẹp. Những người cày cấy người ta không sợ đĩa. Họ mặc áo dài tay, quần dài, rồi lấy dây hay dây thun cột ở cổ tay, cổ chân để đĩa không chui vào được. Có khi người ta mang theo hũ vôi, khi đĩa bám vào chỉ cần quệt vôi vào là nó nhả ra liền. Em hiểu rồi, anh kể tiếp đi. Tới mùa nước anh đi bắt rươi. Rươi ở sông ở ruộng nhiều lắm. Người ta bắt rươi bằng lưới hay vợt, có khi vớt cả mấy thùng phi. Anh thì bắt bằng cái rá hoặc cái nồi đồng thả trên mặt nước nên không được bao nhiêu. May lắm chỉ được một vài chén là cùng. Đôi khi có người thấy anh bắt ít quá, họ bóc của họ cho anh đầy nồi đồng luôn. Con rươi như thế nào? Làm gì để ăn? Em chưa thấy con rươi bao giờ. Em chưa biết con rươi như thế nào là phải. Trong Nam không có con này, chỉ ngoài Bắc mới có. Nhưng một năm chỉ một lần vào mùa nước nổi mới có rươi. Rươi bơi trên mặt sông, mặt ruộng trắng phết. Con rươi nó gần giống như con rết và kích cỡ cũng bằng con rết, nhưng nó màu bạc, bên trong nó có chất trắng như mủ. Người ta chiên rồi nêm nếm, cho hành lá vào như là chiên trứng vậy, ăn rất ngon. Hoặc có thể làm mắm để ăn hoặc bán. Tới mùa mưa trong nhà có mắm rươi chấm với rau lang, rau dền, rau sam hay rau muống thì ngon lắm em ạ. Mẹ anh làm hàng sáo có đủ sống không? May lắm thì mới có bát cơm khỏi ăn độn ngô, bắp, khoai, sắn. Nhưng về sau Việt Minh không cho mẹ anh xuống chợ đồn bán nên khổ lắm. Lúa người ta chia cho mình không đủ đóng thuế, phải chạy thêm để đóng cho đủ. Tại sao Việt Minh lại không cho mẹ anh xuống chợ đồn bán nữa? Việt Minh không cho mẹ anh xuống chợ đồn bán là vì nơi đây là vùng Tề, tức vùng của vua Bảo Đại và Pháp chiếm đóng. Việt Minh nói bố anh có âm mưu theo Pháp, sợ mẹ anh làm gián điệp đưa tin cho Pháp. Chỉ chợ đồn mới có kẻ mua người bán, hàng quán đầy đủ mới bán gạo được, chứ ở làng chỉ có họp chốc lát trên bờ đê. Người ta chỉ bán vài ba mớ rau cộng hành, vài con cá, cua đồng, đâu có ai mua gạo.
Khi Việt Minh không cho xuống chợ đồn bán, không biết làm gì để sống, nên mẹ anh phải gánh xôi, chuối, nước chè, nước trà ra ngoài đồng cho những người làm ruộng gặt lúa ăn uống, rồi họ trả lúa cho mình. Thấy cuộc sống khó khăn lại bị Việt Minh để ý theo dõi, mẹ bàn với chị em anh trốn ra vùng Tề để sống. Mẹ nói sống trong làng kiểu này trước sau gì cũng chết. Nếu không chết vì đói thì Việt Minh nó cũng bắt. Thằng Sanh lớn lên nó bắt đi lính thì cũng chết. Mẹ con mình liều chết trốn ra vùng Tề sống xem sao. Chị anh nói cán bộ Việt Minh nó bảo rằng vùng Tề tay nó ác lắm, vùng Tề đói khổ lắm, biết có sống được không mà đi hả mẹ? Đằng nào cũng chết, thà chết ở vùng Tề còn hơn chết ở đây. Việt Minh nó nói điêu nói láo đấy, nó hù dọa đấy, con đừng tin nó. Mẹ anh nói. Làm sao mẹ con anh trốn được? Em cho anh miếng nước, rồi anh sẽ kể tiếp cho em nghe. Dạ có ngay, nước của anh đây, mời anh. Uống nước xong, tôi hỏi Liễu. Hoàn cảnh của anh buồn muốn chết, sao em lại thích nghe? Sao em không kể chuyện tuổi thơ của em cho anh nghe? Tuổi thơ của em có gì đâu mà kể anh. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả ở Đà Lạt. Có bà vú chăm sóc, đi học có người đưa đón. Có bao giờ em đi đến đâu? Thôi được, để anh kể tiếp cho em nghe. Mẹ anh xin phép cán bộ Việt Minh đưa ba chị em anh xuống thăm ông bà ngoại. Anh cho em hỏi, sao đi thăm ông bà ngoại cũng phải xin phép? Trời ơi, khó khăn lắm em ơi. Bất cứ ai tới làng cũng phải trình báo, đi khỏi làng cũng phải xin phép. Vậy cũng như ở tù rồi, đâu có tự do hả anh? Đúng thế, như là tù, nhưng tù giam lỏng thôi. Việt Minh cho phép mẹ dẫn ba chị em anh đi thăm ông bà ngoại ở làng kế bên. Trên đường đi xuống chợ đồn, mẹ hỏi ý kiến ông bà ngoại. Ông bà ngoại nói, con đưa ba đứa nhỏ đi xứ lạ quê người, tiền bạc vốn liếng ruộng vườn không có, rồi lấy gì mà sinh sống, mà nuôi ba đứa nhỏ? Nếu không sống được thì làm sao trở về? Hơn nữa lỡ nó bắt lại được thì chỉ có nước chết. Mẹ con của con đã đi thì thà chết đường chết chợ, chứ con không bao giờ trở về nhà nữa. Thấy mẹ anh dứt khoát, ông bà ngoại đành phải để cho mẹ con anh đi. Ông bà ngoại dặn dò mẹ và cho mẹ chút tiền làm vốn. Anh không biết là bao nhiêu. Sau này những người cùng làng với ông bà ngoại anh trốn thoát vào Nam, cho mẹ anh biết là năm 1955, ông bà ngoại anh bị Việt Minh gán cho tội điền chủ ác ôn, và rồi đưa ông bà ngoại anh đi đấu tố, đem chôn sống thò đầu lên rồi cho trâu cày qua. Nhưng oan nghiệt thay, người đấu tố ông bà ngoại lại chính là đứa con trai của ông bà, tức là em của mẹ. Sao lại tàn ác đến thế vậy anh? Con lại đi đấu tố cha? Ừ, ác lắm em. Việt Minh nó bắt con phải đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, người làm công đấu tố chủ. Nó đấu tố và giết chết cả hàng mấy trăm ngàn người đó em. Có giống như phim Chúng Tôi Muốn Sống không anh? Nó còn tàn ác hơn thế nữa em ạ. Việt Cộng nó ác quá. Nghe anh kể mà em muốn rợn người. Anh kể tiếp cho em nghe đi. Đến sáng sớm hôm sau, mẹ con anh thức dậy từ giả ông bà ngoại, cắt cầu mợ và lẫn vào dòng người đi xuống chợ đồn. Từ chợ đồn một ngã đi Kiến An, một ngã đi Ninh Giang. Mẹ con anh đi Ninh Giang, một thành phố nhỏ.
rồi mẹ con anh ở đâu? Lúc mới tới, mẹ con ở trong lòng chợ. Khi người ta biết mẹ con anh vừa trốn thoát từ vùng Việt Minh ra, họ giúp đỡ lương thực, quần áo, mùng mền, chiếu gối và đưa mẹ con anh đi thuê nhà ở Ninh Giang. Có phố xá, hàng quán đủ thứ, có rạp hát, có điện nước. Mọi sinh hoạt cũng gần như ở trong miền Nam mình bây giờ. Quân đội Pháp cũng rất hiền hòa, giúp dân chữa bệnh, phát thuốc, phát bánh kẹo cho trẻ em, chứ đâu có tàn ác dã man như Việt Minh nó tuyên truyền. Mẹ anh ra chợ buôn bán tự do, không phải đóng thuế, không phải sợ sệt như vùng Việt Minh. Anh được vào trường công, được mặc đồng phục quần xanh áo trắng. Thầy giáo mặc quần tây, áo bỏ trong quần, cô giáo mặc áo dài. Anh được học môn công dân giáo dục, nhân lễ nghĩa trí tín. Khi ra được vùng tề, vùng quốc gia, anh mới hiểu Việt Minh gian ác, lừa dối, tuyên truyền bịp bợm. Em không sống với Việt Minh, em không hiểu họ gian ác thế nào. Nhưng nghe anh kể em mới biết Việt Minh vô cùng tàn ác và mới biết thương cho những người miền Bắc sống dưới chế độ cộng sản. Rồi sau nữa anh kể tiếp cho em nghe đi. Thôi để tuần tới anh kể tiếp nhé. Tuần này kể vậy đủ rồi. Chương 12: Rời bỏ đất Bắc. Thời gian dần trôi, một tuần lễ chậm chạp qua đi. Hôm nay chúng tôi gặp nhau, Liễu lại bắt tôi kể tiếp cho nàng nghe. Anh hứa tuần này kể chuyện tiếp cho em nghe đi. Mẹ anh buôn bán cũng đủ sống qua ngày. Chị anh phụ mẹ buôn bán, tối mới được đi học. Chỉ có anh và đứa em út được tới trường. Cuộc sống tạm ổn. Gia đình anh sống yên vui được 2 năm, từ năm 1952 đến năm 1954, thì biến cố lại xảy đến với gia đình anh và với cả nhân dân miền Bắc. Biến cố gì nữa anh? Biến cố là quân đội Pháp thua Việt Minh ở mặt trận Điện Biên Phủ. Quân đội Pháp, hay nói đúng hơn là Pháp, phải ký hiệp định Geneva với Việt Minh chia đôi đất nước. Từ miền Bắc đến vĩ tuyến 17 do Việt Minh kiểm soát, quân đội Pháp phải rút về nước. Từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau là vùng quốc gia do vua Bảo Đại kiểm soát. Những người miền Bắc sống trong vùng quốc gia của vua Bảo Đại rất hoang mang lo sợ. Quân đội Pháp thì phải rút về Pháp. Quân đội quốc gia phải rút vào Nam. Quân đội Cộng sản Việt Nam từ Nam phải tập kết ra Bắc. Tình hình ở miền Bắc rất hỗn loạn. Cộng sản phóng thanh kêu gọi mọi người cứ yên tâm ở đâu trở về đấy. Có đảng và nhà nước lo. Đảng và nhà nước sẽ phân chia ruộng đất để cày cấy sinh sống. Những ai lỡ dại theo Pháp, biết ăn năn hối cải, trở về, đảng và nhà nước sẽ khoan hồng và giúp đỡ. Đừng có dại chạy theo giặc Pháp vào Nam. Người dân miền Nam đang sống đói khổ lầm than, cơm không đủ ăn, phải đi làm cu li cạo mũ cao su cho Pháp ở các đồn điền, rất độc hại, đói khát, sốt rét ngã nước. Rất nhiều người đã biết rõ sự tàn ác và lừa dối của Cộng sản. Nếu họ nghe theo Cộng sản ở lại, thì tiền bạc, tài sản, nhà cửa, ruộng vườn của họ sẽ bị Cộng sản tịch thu hết và họ sẽ phải lao động trong các hợp tác xã mới được miếng ăn. Họ chấp nhận bỏ lại nhà cửa, tài sản, ruộng vườn để tìm cách trốn vào Nam. Mẹ con anh cũng rất hoang mang lo sợ, không biết trở về làng hay vào Nam. Về làng thì chắc chắn Việt Minh nó không để yên cho sống. Nhà cửa, ruộng vườn bị tịch thu hết, rồi biết nó có trả lại không? Mấy mẹ con đi làm cho hợp tác xã cũng chết, còn trốn vào Nam thì không biết đường nào mà đi. Hơn nữa nó kiểm soát rất gắt gao, lỡ nó bắt được thì cũng chết.
Mẹ anh trằn trọc suốt nhiều đêm suy nghĩ, không biết phải làm sao. Vào một buổi tối gia đình ăn cơm, mẹ anh nói: "Mẹ phân vân không biết nên tìm cách trốn vào Nam hay là trở về làng. Thật là khó. Vào Nam thì không biết đường nào để trốn, còn về làng thì không được." Chị anh nói: "Thôi để cho thằng Sanh nó quyết định." Mẹ anh nói: "Tại sao mẹ anh không cho chị quyết định mà lại để cho anh quyết định?" "Ở ngoài Bắc người ta trọng nam hơn nữ, nên mẹ anh cho anh lựa chọn." "Người ta giàu có cỡ nào mà còn bỏ lại hết để trốn vào Nam? Mẹ con mình cũng tìm cách trốn vào Nam theo họ đi mẹ." Anh nói với mẹ anh như thế. "Nhưng làm sao trốn thoát? Nó mà bắt được thì nó giết hết và trốn bằng cách nào đây?" Mẹ anh nói. "À, mẹ nhớ ra rồi. Làng mình có 7 người trốn đi lính quốc gia. Có 4 người nghe theo Việt Minh tuyên truyền đã trở về làng rồi. Còn 3 người theo đơn vị vào Nam. Trong số 3 người này có chú họ đang ở trong tiểu đoàn 55 Bắc Việt Nam, đang đóng ở Kiến An. Ngày mai thằng Sanh hỏi chú Vinh xem có thể giúp cho mẹ con mình theo chú vào Nam được không?" Mẹ nói. "Lúc đó anh bao nhiêu tuổi mà mẹ sai anh đi? Sao mẹ không đi?" "Năm 1954 anh được 12 tuổi. Chỉ có anh mới đi được thôi. Bởi vì anh còn nhỏ lắm, cán bộ Việt Minh nó không để ý, theo dõi và không nghi ngờ." "Anh còn nhỏ mà đi không sợ sao? Làm sao anh biết đường đi?" "Anh không sợ, anh đi rất dễ dàng. Thứ nhất, anh còn nhỏ, cán bộ Việt Minh nó không kiểm soát, không hỏi giấy tờ. Thứ hai là anh quen rồi. Vì mấy năm trước, mỗi dịp nghỉ hè, anh thường xin mẹ anh cho anh đi khắp nơi như Kiến An, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên. Hưng Yên là nơi nổi tiếng về nhãn. Người ta nói thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Yên là Hưng Yên đó em. Còn Kinh Kỳ là Hà Nội 36 phố phường. Anh còn nhỏ, ai cho anh lên xe? Rồi anh ăn ngủ ở đâu?" "Nhà xe tốt lắm em. Nhiều khi họ còn sắp ghế cho anh ngồi nữa. Người ta ưu tiên cho người già, phụ nữ có bầu và con nít. Đôi khi thấy anh nhỏ đi một mình, người ta không lấy tiền nữa. Ban ngày anh đi bộ hết phố này đến phố khác. Ở Hà Nội anh đi hết 36 phố phường. Mệt thì vô quán uống nước hay vào công viên ngồi nghỉ. Đến tối anh tìm đến bến xe hay mái hiên trước các tiệm để ngủ. Có khi người ta kêu anh vô nhà cho anh ăn cơm và ngủ, nên anh đã quen. Ra tới Kiến An anh tìm gặp được chú. Anh nói với chú: "Thưa chú, mẹ con không muốn trở về làng. Mẹ con muốn tìm cách trốn vào Nam, nhưng mẹ con không biết đi bằng cách nào. Và mẹ con sợ Việt Minh nó bắt được thì chết. Mẹ cho con ra đây gặp chú, hỏi chú có cách nào giúp cho mẹ con theo chú vào Nam được không?" Chú tưởng mẹ con nghe lời tuyên truyền của Việt Minh đã trở về làng rồi. "Được, chú sẽ giúp mẹ con theo tiểu đoàn của chú vào Nam sẽ an toàn. Con về nói với mẹ phải hết sức kín đáo và chuẩn bị gấp. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, tiểu đoàn của chú phải di chuyển xuống Hải Phòng để lên tàu vào Nam." Anh nói với chú: "Việt Minh nó nói trong Nam đói khổ lắm. Thực dân nó bắt đi cạo mũ cao su ở các đồn điền. Pháp nó đánh đập, bỏ đói hoặc sốt rét ngã nước cũng chết. Có phải vậy không chú?" "Mẹ con đã biết Việt Minh quá rồi, sao còn nghe nó?" "Con nói với mẹ con cứ yên tâm. Chú còn ở trong lính, chú không để cho mẹ con của con chết đói đâu. Đi theo tiểu đoàn của chú rất an toàn. Việt Minh nó không dám làm gì đâu."
Anh về nói với mẹ. Mẹ anh rất mừng nhưng vẫn lo âu và phân vân. Thấy mẹ còn suy nghĩ và lo lắng, chị anh nói với mẹ: đã nhất định đi thì đi, đừng suy nghĩ và phân vân nữa mẹ ạ. Ngay lập tức hôm sau, mẹ nói anh về báo cho ông bà ngoại biết và về làng bóc mộ cho bố anh. Ông bà ngoại anh vì còn tiếc nhà cửa ruộng vườn, nhất định không trốn vào Nam. Đến năm 1955 thì bị đấu tố chết. Em hỏi anh bóc mộ là gì? Bóc mộ hay còn gọi là cải mã, nghĩa là người chết chôn được 3 năm, đào lên lấy xương rửa sạch bằng nước và rượu, rồi xếp xương vào cái quách theo thứ tự. Cái quách làm bằng đất nung, dài khoảng 1 mét, ngang 30cm và sâu 50cm, xong rồi mang chôn xuống lại. Anh về làng gặp lại hàng xóm, ai cũng mừng hỏi han về đời sống ở vùng Tề thế nào. Sao mẹ anh chưa về? Khi nào mẹ anh đưa gia đình về? Tại sao chỉ có một mình anh trở về? Anh nói dối là anh về xem nhà cửa ruộng vườn thế nào, nhà nước có trả lại không? Nếu nhà nước trả lại thì mẹ anh sẽ thu xếp trở về. Cán bộ Việt Minh nói với anh rằng: cháu nói với mẹ cháu cứ trở về, đảng và nhà nước không những trả lại nhà cửa ruộng vườn cho mẹ con cháu, mà còn giúp mẹ con cháu sau này giàu có. Bác Hồ nói đuổi được giặc Pháp rồi, đất nước sẽ giàu mạnh, sẽ tiến lên thế giới đại đồng. Anh nghĩ bụng tụi mày tàn ác, lừa bịp, nói láo quá, tao dư biết rồi. Nhưng anh không dám nói ra, chỉ nghĩ trong lòng. Và rồi anh nhờ họ hàng mướn người âm thầm bóc mộ cho bố anh. Em lại phải hỏi anh, vừa rồi anh nói Việt Minh nói đất nước sẽ tiến lên thế giới đại đồng. Thế giới đại đồng là gì anh? Anh đâu biết thế giới đại đồng là gì, nhưng nghe Việt Minh nói với mọi người trong làng là bây giờ chúng ta làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Có nghĩa là hiện nay chúng ta làm được nhiều thì hưởng nhiều, làm được ít thì hưởng ít. Nhưng khi đất nước tiến lên thế giới đại đồng thì chúng ta có làm ít cũng được hưởng đồng đều theo nhu cầu mà chúng ta muốn. Nó nói láo, nó dụ dỗ vậy thôi, chứ đến kiếp nào mới tiến lên thế giới đại đồng? Không làm hay làm ít cũng được hưởng theo nhu cầu của mình muốn được. Em không thấy bây giờ miền Bắc còn hợp tác xã, còn đói khổ hay sao? Rồi những người đi lính cho Pháp, những người ở vùng Tề, nó dụ ngon dụ ngọt trở về, rồi nó bắt đi cải tạo, đi tẩy não. Bóc mộ cho bố xong, anh trốn về Ninh Giang. Một tuần sau, mẹ con anh đón xe đò lên Kiến An và được chú anh sắp xếp cho mẹ con anh ở chung với gia đình binh sĩ. Đúng 2 ngày sau, mẹ con anh theo đoàn xe nhà binh của tiểu đoàn chú xuống Hải Phòng. Tới Hải Phòng là lên tàu liền. Tàu lớn lắm, có 3 tầng. Tầng dưới cùng chở thiết giáp pháo binh và xe cộ các loại. Tầng thứ 2 chở gia đình binh sĩ. Tầng thứ 3 chở lính. Trước khi lên tàu, mấy ông Tây hay Mỹ xịt chất gì từ đầu tới chân? Sau này anh mới biết là thuốc tẩy trùng. Anh không biết là tàu chạy bao nhiêu ngày thì đến Nha Trang. Anh có bị say sóng không? Rất nhiều người say sóng ói mửa. Mẹ và chị em anh cũng như lính cũng say sóng ói mửa. Nhưng anh thì không. Anh với chú anh cùng rất nhiều người lính lên trên bon tàu để ngắm bầu trời trong xanh của hy vọng. Nhìn những lớp sóng bạc đầu với những đàn cá bay, đàn chim hải âu và những con cá khổng lồ hàng tấn. Rồi khi tới Nha Trang, gia đình anh ở đâu? Khi tới Nha Trang thì lính và vợ con lính về Phan Rang. Còn những người dân như mẹ con anh thì được hướng dẫn vào những khu nhà mái lợp bằng vải rất lớn.
Sau đó bác sĩ tới khám bệnh và phát thuốc từng người. Có phái đoàn phân phát thực phẩm, quần áo, chăn mùng, chiếu gối, phân phát sữa, kẹo bánh, đồ chơi cho trẻ con. Ở trong nhà lợp vải được 2 ngày thì dời vào các trường học. Sau đó có phái đoàn đến từng gia đình xem ai có nguyện vọng muốn đi lập nghiệp ở vùng dinh điền. Ai muốn ra sinh sống ở thành phố, sống ở vùng dinh điền thì chính phủ cấp đất, cấp dụng cụ để canh tác, cấp tiền bạc, lương thực cho đến khi có thu hoạch vụ đầu mới ngưng cấp. Còn ai muốn sống ở thành phố thì địa phương sẽ cho đất làm nhà, chính phủ sẽ cho tiền mua gỗ, mua tôn và tiền làm vốn buôn bán. Mỗi gia đình được bao nhiêu tiền hả anh? Lúc đó còn nhỏ, anh không để ý chính phủ cho bao nhiêu tiền. Mẹ không nói và anh cũng không hỏi làm gì. Sau khi trốn vào đến miền Nam an toàn, anh có vui mừng không? Vui chứ em. Gia đình anh may mắn được đi theo lính rất an toàn, không gặp nguy hiểm. Còn những người trốn vào Nam bằng cách vượt sông bến hải hay bằng tàu thuyền, nguy hiểm lắm. Bị bắt vào tù là Việt Minh nó bắn chết. Vào sống ở miền Nam anh thấy thế nào? Anh thấy đúng là Việt Minh nó tuyên truyền lừa bịp, láo khoét. Việt Cộng nó nói miền Nam đói lắm. Thực dân nó bắt đi cạo mũ cao su ở các đồn điền. Bị Pháp nó đánh đập đói khổ, bị sốt rét ngã nước chết như rạ. Nhưng làm gì có chuyện đó. Miền Nam rất trù phú, lúa gạo, cá tôm ăn không hết. Dân miền Nam rất hiền hòa, chất phác. Có ai bóc lột ai đâu. Có ai bị bắt vào đồn điền cạo mũ cao su đâu. Đừng có ai dại dột tin theo lời tuyên truyền của Cộng sản. Em nghe nói khi dân miền Bắc mới vào bị kỳ thị có đúng không anh? Cũng có đó em, nhưng số ít thôi. Họ ghét Bắc Kỳ và họ cho rằng dân Bắc Kỳ vào giành công ăn việc làm của họ, giành đất đai lương thực của họ. Cũng như anh, khi vào trường có một vài đứa nhỏ ngỗ nghịch bảo anh là thằng Bắc Kỳ con. Nhưng một thời gian ngắn, người dân miền Nam đã hiểu được rằng những người Bắc họ đã phải bỏ lại nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ lại mồ mả ông bà, bỏ lại người thân, bỏ lại của cải nhà cửa ruộng vườn, liều chết trốn vào Nam. Chứ không phải tự nhiên mà họ vào Nam. Thành ra dân miền Bắc di cư vào Nam rất nhớ ơn Tổng thống Ngô Đình Diệm. Theo anh, ông Ngô Đình Diệm là người tài cao đức độ, một nhà ái quốc yêu nước yêu dân. Khi ông Diệm về chấp chánh, em có biết đất nước như thế nào không? Em không biết, như thế nào hả anh? Khi ông Diệm về chấp chánh, lãnh đạo quốc gia, thì đất nước lúc này rất hỗn loạn, nhiễu nhương. Thù ngoài giặc trong, quân đội thì không có. Tại sao lại không có quân đội? Người ta nói thù trong giặc ngoài, sao anh lại nói thù ngoài giặc trong? Vua Bảo Đại và Pháp không ủng hộ ông Diệm, chống đối ông Diệm vì ông Diệm đã trưng cầu dân ý trút phế Bảo Đại. Pháp đã trang bị vũ khí cho các giáo phái như Bình Xuyên, Hòa Hảo chống ông Diệm. Đó là thù ngoài. Còn giặc trong là các giáo phái có vũ trang hùng hậu chống ông Diệm và một số tướng lãnh do Pháp đào tạo cũng không hợp tác với ông Diệm, chống đối ông Diệm. Nhưng ông Ngô Đình Diệm đã dẹp yên và đưa quốc gia về một mối. Người dân miền Nam sống trong tự do no ấm. Miền Nam rất phồn thịnh, giàu đẹp hơn tất cả các nước trong vùng Đông Nam Á. Vì thế, Việt Nam Cộng Hòa, thủ đô Sài Gòn, được ví như hòn ngọc Viễn Đông. Việt Nam Cộng Hòa được 75 quốc gia trên thế giới công nhận. Như vậy, em thấy ông Diệm có phải là người tài giỏi không?
Anh nghĩ anh em ông Diệm chết rồi. Từ đây về sau sẽ không ai có đủ tài đức như ông Diệm đâu em. Em nghe tuổi thơ của anh đầy đau thương và nước mắt. Rồi đến anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết chết một cách oan uổng, thật là buồn. Con người ta đều có số mệnh cả, anh có tin không? Cụ Nguyễn Du đã nói, ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao cơ mà. Anh cũng tin vậy, nhưng không hẳn tuyệt đối đâu em. Cụ Nguyễn Du cũng nói, sinh rằng giải cấu là duyên, xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Em đồng ý với anh, ở đời có gì tuyệt đối đâu. Anh kể em mở mang thêm kiến thức, em rất thích nghe.